Như anh các bạn tận dụng cái ổ cắm công tắc của gia đình làm công tắc của xe tải ha. Đây đây là công tắc ổ cắm nè, tôi lấy từ cái lỗ này ra ha, làm công tắc ấn cho xe đó ha. Đó gắn vô làm công tắc xe tải. Đây cabin, đây là cabin xe, vô lăng xe ha, xe tải Long An. Ai nhu cầu chở hàng hóa khu vực Long An thì liên hệ qua số điện thoại của tôi. Đây, số Zalo này 0168343 9851 ha, xe tải Long An. Có nhu cầu mua nhà đất khu vực Long An thì liên hệ với tôi luôn. Đất khu đây còn trống nhiều. Nó khoảng cỡ 300 triệu. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.